Và chào mừng tất cả các bạn cùng quay trở lại với channel của mình. Và mình là Đức Bóp Đẹp Dài, mã số 02, đến từ Dubai đây anh em ơi. Thì trước khi vào video này, mọi người nghe mình nhắc nhở một chút là như thế này. Thì ngày mai, tại cái địa chỉ trên màn hình, vào lúc 17 giờ chiều đến 8 giờ tối, ngày 20 tháng 8, tức là ngày mai, sẽ có một cái sự kiện, đó chính là sinh nhật Free Fire. Thì ai ở khu vực Hà Nội ấy, hay là Thanh Xuân thì mọi người có thể đến giao lưu cùng mình nhá. Và toàn thể anh em trong cộng đồng Free Fire thì mọi người nhớ đến nhá, đến phải có sự cho phép của bố mẹ nha anh em nhá. Không thì đi bố mẹ không tìm thấy bố mẹ. Sao mà đó được. Thì ok, mới vào clip này mọi người cho mình xin một like cũng như đăng ký kênh và bật quả chuông để nhận thông báo nha mọi người nhá. Ok, bây giờ mình sẽ vào clip ngày hôm nay thôi. Và trong video ngày hôm nay mình sẽ reaction 10 video đáng sợ, không có lời giải thích. Thì nói chung là 12 video cơ, nhưng mình chỉ reaction 10 video thôi. Bởi vì là thời lượng của clip không cho phép, mình phải đi lấy cái chăn đã. 2000 years later. Ok, bây giờ đeo tai nghe vào nhá. Bắt đầu với video đầu tiên. Đó. Cái gì đây? Đừng có hù mình nha. Mình chưa xem video này nha. Từ từ á, mình xem có chế độ HD hơn không. À, chỉ có 720 thôi. Và mình đang ngồi ở góc, cái góc livestream mới nha, rất là đẹp. Cái gì đây, một cái ô tô đang đi đến. Và làm sao, ui rồi ôi, nó bị nhấc bổng lên. Ủa, cái gì vậy? À, tôi nghĩ đây không phải là động đất, mà tôi nghĩ đây là có một cái thế lực nào đấy nhấc bổng cái ô tô lên. Mà không những một cái nha, hai cái nha. Ui, ba cái luôn. Có lẽ nào không phải là ma, tôi nghĩ đây là một cái thế lực siêu nhiên nào đấy mà chưa thể nào giải thích ra được. Ok, chúng ta đến với đoạn video thứ hai. Ui, cái gì vậy? Có vẻ là âm thanh hơi to, để mình cho nhỏ lại. Ui, cái xe nó vẫn quay luôn ạ. Khó hiểu thực sự, hay là hình như là tôi nghĩ là cái động cơ xe này có vấn đề cho nên là nó bị quay như này. Nhưng mà làm sao để cho cái xe có thể nhấc bổng được lên trên không như vậy thì cái này tôi không biết. Nhưng mà mấy bà bán rau, mấy bà bán thịt ở cái chợ chắc chắn là sẽ sợ nhá. Thì trong đầu tôi lúc này tôi cũng nghĩ là bây giờ nó mà ở trước mặt mình hay là mình ra ngoài đường mình gặp thì mình cũng rất là sợ. Ok, khá là bí ẩn. Cái này thì mình không giải thích được. Đến nhà khoa học không giải thích được, có gì tôi giải thích được. Ui dồi ôi, nó quay kìa. Cái này nó mà phang vào mặt thì đúng là vỡ mặt. Rồi, chúng ta chuyển qua video thứ 3. Cái gì đây? Một chiếc ô tô trắng đi qua. Một chiếc ô tô đen đã quành sang bên tay phải, đúng rồi. Đây là camera nhá. Quay lại hiện tượng gì đây? Ui dồi ôi, The Flash. Ui, anh có thể nhìn thấy không? Ui, thanh niên này vừa cứu một mạng người mọi người ạ. Ui, thanh niên tài xế kiểu what the fuck, cái gì đấy? Tao là ai? Đâu là đấy? Không, mình tại sao lại ở tình cảnh như thế này? Oh my god, người bí ẩn mặc cái áo kiểu dạng như là trùm đầu lại màu đen. Mọi người có thể đây, không biết là người ta có quay lại cho mọi người xem không, nhưng mà tôi nhìn rõ ràng có một kiểu như là siêu nhân ấy. Chiu chiu phát cứu mạng của cái ông đang lái xe, cái xe túc túc mọi người ạ. Khó hiểu thực sự. Đây. Chiu. Wow. Ê, nhưng mà anh em có tin là sẽ có siêu năng lực ở trên thế giới này không? Tôi tin anh em ạ. Tôi sẽ tin là có siêu nhân, kể cả là ma nữa. Mà cái video này ảo thực sự luôn ấy, không biết là có cắt ghép gì không, nhưng mà tôi nghĩ là cái này từ camera quay lại thì tôi nghĩ nó là thật. Wow, ước gì mình được làm siêu nhân. Ở đây anh em nào muốn làm siêu nhân? Nếu mà anh em làm siêu nhân thì anh em muốn có siêu năng lực gì? Ở trong đây có 4 cái siêu năng lực: tàng hình, bay, siêu sức khỏe, bê tất cả vật lặng. Hay là anh em muốn có đôi mắt có thể nhìn xuyên thấu? À, cái này mấy cái thằng mất dạy hay nhìn thấy nha. Bố mình nhịn lâu lắm rồi đấy nhá. Nếu anh em muốn siêu năng lực nào thì anh em hãy comment ở ngay bên dưới nhá. Đoạn băng tiếp theo. Đây UFO à? Ngoài hành tinh à? Wait. Tôi việt súp lại à? Để tôi việt súp lại cho. Cái quái gì vậy? Cái méo gì thế? Cái méo gì trên bầu trời đây? Cái gì đây? Đứng ngóng bay à? À không. Tôi nghĩ đây là UFO, tức là một vật thể bay không xác định. I got that.
There was four of them. Look at, there's three of them all together. I got the third one. Chắc chắn đây là một cái UFO anh em ạ. Uầy, nó to thực sự luôn đấy. Major. Nó to thực sự luôn mọi người ơi. Video thứ 5. Cái gì đấy? Tôi đang ở nhà một mình và bây giờ đang là 12 giờ đêm. Thôi chúng ta chuyển qua video thứ 6 nhé. Lại cái gì nữa đây? Đừng có dọa nha, đừng có hù nha. Trái tim nhỏ bé mong manh rơi vỡ của mình. À, ông này mua một chai nước, ông này sờ vào cánh cửa chắc là bị điện giật rồi. À, cái này thì bình thường mà. Cái này chắc chắn là bị điện giật. Cái gì mà hú hú. Tay chân ở ngoài đang run rẩy và mấy người kia tại sao không ra giúp? Thì chung quy lại ấy, tôi nghĩ là cái này là bị điện giật hoặc là một cái gì đấy, nhưng mà tại sao không có gì hiện ra ta? Nhưng mà khá là đáng sợ nha. Ui, thì ra là bị ma nhập. Ma này ma chó à anh em, cứ gâu gâu vậy. Ui ma chó anh em ạ. Thì ui. Sang video khác nhá. Tại video gì đây nhìn có vẻ kinh dị này. Cái này ở trong phim. Ui ui. Ai? Tôi bảo này, chỉ có thể là ở trong phim thôi. Tại sao? Tại sao bạn lại đi đặt cái camera ở cuối giường như thế này? Đúng không? Chỉ có thể ở trong phim, anh em hãy nghĩ ở trong phim thì sẽ không sợ nhá. Cái này chỉ ở trong phim thôi. Video thứ 8 sẽ có gì đây? Một người thanh niên đang bước đi. Ui, tôi nhìn thấy có một cái bóng đen đang đi ngang qua người thanh niên này. Ui rồi, thanh niên lại bị cản lại. Ui, anh em có nhìn thấy gì không? Ui trời ơi, bị lôi chân đi. Ui rồi, thanh niên này, thanh niên chắc chắn là rất hoảng sợ luôn. Và cái bóng ma đấy kéo chân xong thì nó cũng bỏ đi ra đằng sau luôn. Trời đất ơi, tôi mà gặp cái trường hợp như này thì đúng là quần tôi ướt sũng. Trời, hoảng. Video thứ 9. Có một đống cái đồng hàng, chắc là mấy thanh niên đang đi bốc hàng đây. Mà từ từ ra, cái nhạc nó đáng sợ quá. Thùng bay xuống này, bay mà rơi theo cái kiểu gọi là từ từ như này, như kiểu có một người đang cầm cái thùng bê từ chỗ này bê qua chỗ khác, xong rồi đẩy này. Cái này chắc chắn là ma rồi. Video thứ 10. À, video mình đã từng xem một lần và có một người giải thích rằng cái ngôi nhà này bị ám, cho nên người ta đã đặt máy quay, người ta quay lại cái cảnh này. Thì nói chung là cái video này là thật 100% nhá. Có lên truyền hình ở Mỹ hay sao ấy. Ghê. Trời ơi, mở hết cửa các thứ này. Ê, nhưng mà tôi thấy rằng ấy, tất cả đồ vật ở các vị trí khác nhau trong nhà rơi ra. Vậy trong nhà này không chỉ những một con ma mà có rất nhiều con ma đúng không? Làm sao mà tay dài để với sang này với sang kia. Đấy. Đấy đấy, cái cửa kìa. Ui dồi ôi, mở hết cửa này cửa kia luôn. Nếu mà nghịch như thế này ấy, tôi nghĩ là ma trẻ con. Đấy, trời ơi. Thôi chắc là cái video reaction này kết thúc đến đây anh em ạ. Tôi rất là sợ. Mà nói chung là có tôi xem cùng thì anh em cũng đỡ sợ đúng không? Thì nếu mà anh em thích tôi làm những cái chủ đề như thế này thì anh em nhớ là cho tôi một like, cũng như đăng ký kênh. Có cái thử thách gì hay nhớ comment ngay bên dưới nhá. Cảm ơn anh em đã xem video của mình. Bye bye. Sợ quá, đi ngủ thôi. Bé Mon đâu rồi?